Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Vũ Quang. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng ngày 15 tháng 12, Đại tá Phạm Văn Vinh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dẫn đầu đoàn đã đi tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Vũ Quang, cùng đi có đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Tại xã Đức Giang, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho ông Trần Mạnh Khiêm ở thôn 1 Văn Giang, là thương binh hạng 2/4. Hiện nay ông đang bị ung thư thực quản giai đoạn cuối, sức khỏe yếu. Tiếp đến, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho ông Đặng Văn Hạng, thương binh hạng 2/4 ở thôn 5 xã An Phú, bị bại liệt nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào người khác. Cũng nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã đi tặng quà cho ông Nguyễn Đức Trạch, thương binh hạng 1/4 thôn Đồng Lạc, xã Đức Lạc, là thân nhân của công nhân viên quốc phòng Nguyễn Trung Thành, thăm và tặng quà cho Thiếu tá Lê Hồng Mai, Ban Tham mưu Ban Chỉ huy Quân sự huyện, bị bệnh hiểm nghèo, sức khỏe yếu. Cùng với tặng quà, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các đối tượng chính sách đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng cũng đã đi thăm hỏi, tặng quà cho các cựu quân nhân ở thị trấn và xã Sơn Thọ. Tại thị trấn, đồng chí Bùi Việt Hùng và đoàn đã đến thăm và tặng quà cho ông Nguyễn Duyệt, là cựu quân nhân kháng chiến chống Pháp ở tổ dân phố 6, và ông Nguyễn Xuân Tứ, cựu quân nhân kháng chiến chống Mỹ ở tổ dân phố 1. Tiếp đó đã đến thăm, tặng quà cho ông Phan Công Triều và ông Nguyễn Sửu, đều là thương binh ở thôn 6 và thôn 3 xã Sơn Thọ. Tất cả đều có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu. Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình và bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp của các cựu quân nhân đối với sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công. Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, tối ngày 18 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Thắm tỉnh quân dân. Tham dự đêm giao lưu có các đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trần Bình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, cùng các ban ngành đoàn thể và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn huyện. Đêm giao lưu nghệ thuật ngập tràn trong không gian nghệ thuật đặc sắc với gần 20 tiết mục đến từ các đội văn nghệ của các xã thị trấn trên địa bàn huyện và cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Các tiết mục đã tái hiện về hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ, về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, tinh thần đoàn kết, hăng say lao động của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một văn minh, giàu đẹp. Cùng với đó là những ca khúc, điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước và tình cảm quân dân đã góp phần khơi dậy niềm tự hào và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Qua đêm giao lưu đã góp phần giáo dục và phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Huyện đoàn vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Trường Trung học Phổ thông Vũ Quang tổ chức diễn đàn nghe cựu chiến binh nói chuyện truyền thống về lịch sử 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Tại diễn đàn, hơn 300 đoàn viên thanh niên đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Thìn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện và đồng chí Nguyễn Tam, sĩ quan cao cấp quân đội ở xã Hưng Minh, ôn lại quá trình hình thành Quân đội Nhân dân Việt Nam, những mốc son lịch sử hào hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tinh thần chiến đấu không sợ gian khổ và những tấm gương anh hùng liệt sĩ của các chiến sĩ và những kỷ niệm sâu sắc của các đồng chí trong các cuộc chiến đấu. Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ đã ghi nhận những đóng góp cống hiến của các cựu chiến binh trong các cuộc đấu tranh và bảo vệ nền độc lập của dân tộc, mong muốn thế hệ trẻ hôm nay phấn đấu học tập, lao động, tiếp tục phát huy sức trẻ, tài năng của mình để viết tiếp truyền thống hào hùng, vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Đây là một hoạt động hết sức thiết thực và ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên, học sinh,
kế tục xứng đáng truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thiết thực chào mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, tối ngày 12 tháng 12, tại xã Đức Liên đã tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ. Với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tinh thần dũng cảm, kiên cường của những người lính Cụ Hồ, các tiết mục văn nghệ đến từ các thôn đã mang đến đêm giao lưu những cảm xúc khó quên. Với các giọng ca mộc mạc, thân thương của những người lao động đã khơi dậy khí thế hào hùng của dân tộc, nhất là với những cựu chiến binh, những người đã có những năm tháng chiến đấu trên các chiến trường. Đêm giao lưu văn nghệ đã để lại dư âm tốt đẹp trong lòng khán giả. Đây cũng là món quà tinh thần của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Liên, tri ân và biết ơn sâu sắc nhất đến với các cựu chiến binh. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, cùng với tổ chức đêm giao lưu văn hóa văn nghệ, Đức Liên còn tổ chức giao lưu bóng chuyền, tọa đàm gặp mặt, tặng quà cho các cựu chiến binh, quân nhân xuất ngũ trên địa bàn xã. Sáng ngày 17 tháng 12, thị trấn Vũ Quang tổ chức gặp mặt tọa đàm với sĩ quan quân đội nghỉ hưu trên địa bàn nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2014 và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2014. Tham dự có đồng chí Nguyễn Quốc Thìn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện, đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện. Tại buổi tọa đàm, 48 đồng chí nguyên là sĩ quan quân đội, đại diện cho 256 hội viên Hội cựu chiến binh đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta. Phát huy phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua, Hội cựu chiến binh thị trấn đã nỗ lực đoàn kết, không ngừng xây dựng củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, nhất là tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, Hội cựu chiến binh thị trấn đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như tổ chức giải bóng chuyền Hội cựu chiến binh, cựu quân nhân, đi thắp hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mộ 10 cô gái thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc, tổ chức quyên góp giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 28 triệu đồng. Buổi tọa đàm gặp mặt đã diễn ra trong không khí ấm cúng, hào hùng, cùng với những lời ca, tiếng hát ca ngợi anh bộ đội Cụ Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước do các hội viên Hội cựu chiến binh thị trấn biểu diễn. Trường Tiểu học Hương Thọ cũng vừa tổ chức buổi tọa đàm nói chuyện truyền thống cách mạng với các em học sinh nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại đây, các em học sinh nhà trường đã được các cựu chiến binh của xã giới thiệu quá trình thành lập của Quân đội Nhân dân Việt Nam mà tiền thân là đội tuyên truyền giải phóng quân, cũng như ôn lại những mốc son lịch sử hào hùng của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cũng tại buổi giao lưu, các em học sinh đã được các cựu chiến binh chia sẻ những kỷ niệm trong chiến đấu, hết sức xúc động, tự hào. Các cựu chiến binh mong muốn các thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường tiếp tục cố gắng thi đua dạy tốt, học tốt. Qua buổi nói chuyện, nhằm giúp các em học sinh hiểu thêm về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, về những đức tính cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, giúp các em có thêm niềm tin, động lực, nối tiếp các truyền thống tốt đẹp và quý báu đó. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Vũ Quang. Sáng ngày 16 tháng 12, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phạm Hữu Bình và đồng chí Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đi thăm, kiểm tra các mô hình sản xuất trên địa bàn huyện. Đoàn đã đến thăm kiểm tra mô hình trồng cây ăn quả của gia đình anh Nguyễn Ngọc Lâm ở thôn 6 xã Đức Bồng. Năm nay nhờ làm tốt công tác chăm sóc, cộng thêm thời tiết thuận lợi, nên vườn cam của gia đình anh Lâm cho sai quả, ước tính đạt trên 16 tấn, dự kiến sẽ cho thu về trên 600 triệu đồng. Ngoài số cây đã cho thu hoạch quả, gia đình anh Lâm cũng vừa trồng mới 600 gốc cam, nâng diện tích cây cam lên hơn 3 hectare với trên 1.600 gốc. Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra mô hình trồng ớt cay tại xã Đức Hương, liên kết với công ty thực phẩm Nghệ An. Dưới sự chỉ đạo của xã, bà con nhân dân đã trồng được 8 hectare trên vùng đất bãi bồi. Hiện cây ớt đang sinh trưởng và phát triển tốt. Đoàn cũng đã đến thăm mô hình sản xuất của Hợp tác xã Phú Sơn tại xã An Phú. Năm 2014, Hợp tác xã đã xuất bán 2 lứa lợn thương phẩm, quy mô 1.200 con, cung cấp ra thị trường khoảng 9.000 con lợn giống từ trại nái quy mô 450 con, thu lợi nhuận trên 2-3 tỷ đồng. Và giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho 15 lao động.
Hiện tại, Hợp tác xã Phú Sơn đang khẩn trương xây dựng trại nái quy mô 600 con liên kết với Công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh và phấn đấu đến tháng 3 năm 2015 hoàn thành để tiến hành thả lợn. Tại các điểm đến thăm và kiểm tra, các đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã biểu dương sự mạnh dạn phát triển kinh tế của các hộ và hợp tác xã, đồng thời chỉ đạo các mô hình sản xuất tiếp tục áp dụng, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, chăn nuôi nhằm tăng năng suất, chất lượng, đem lại nguồn thu nhập cao, góp phần làm giàu cho gia đình và xã hội. Sáng ngày 19 tháng 12, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ cùng đại diện một số phòng ban ngành đã đi kiểm tra tiến độ sản xuất rau củ quả tại xã An Phú. Ngay sau khi tiếp thu chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xã An Phú đã quy hoạch chọn 5 hectare ở bãi bồng để thực hiện mô hình trồng rau củ quả. Sau nhiều tháng triển khai thực hiện, đến thời điểm này, tổ hợp tác đã ký hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Hiện tại, các bên đang đào đắp ống dẫn thực hiện việc xây lắp hệ thống tưới phun mưa tiết kiệm nước, xây lắp hệ thống điện phục vụ sản xuất. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ đề nghị các phòng, ban ngành xã An Phú cần bám sát, đôn đốc tổ hợp tác và công ty đẩy nhanh tiến độ xây lắp hệ thống tưới nước và hệ thống điện. Tất cả phải hoàn thiện các hạng mục trước ngày 25 tháng 12, đảm bảo trong vụ sản xuất đầu tiên sẽ xuống giống thành công 6 hectare cà rốt như kế hoạch đã định. Nhân dịp lễ Giáng sinh 2014, chiều ngày 19 tháng 12, các đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng đoàn đã đi thăm hỏi, tặng quà các chức sắc, đồng bào Công giáo tại giáo xứ Vĩnh Hội, xã Hương Thọ. Tại các điểm đến, đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ đã ghi nhận những đóng góp của các vị chức sắc cùng toàn thể bà con giáo dân trong việc chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, không ngừng đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúc bà con giáo dân đón Noel vui tươi, an lành, hạnh phúc, thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước, tiếp tục nêu cao tinh thần kính Chúa yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống bà con giáo dân trong sự phát triển chung về kinh tế xã hội của huyện nhà. Thay mặt giáo xứ Vĩnh Hội, Linh mục Phêrô Nguyễn Huy Lưu và bà con giáo dân đã cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tạo điều kiện quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của bà con giáo dân và nguyện sẽ đoàn kết lương giáo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp sức chung tay xây dựng đất nước, quê hương giàu đẹp, văn minh. Chiều ngày 16 tháng 12, Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Tới dự có đại diện Hội Nông dân tỉnh và các đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trần Bình Lâm, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện. Năm 2014, Hội Nông dân huyện đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội, đẩy mạnh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh quốc phòng, phối hợp thực hiện dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái. Trong năm, Hội Nông dân huyện phối hợp mở được 39 lớp tập huấn, đào tạo nghề, cung ứng trên 400 tấn phân bón dịch vụ trả chậm cho hội viên, phối hợp với hai ngân hàng cho vay ủy thác trên 100 tỷ đồng vốn phát triển kinh tế, nhân rộng được 223 mô hình trang trại, gia trại, xây dựng 22 tổ hợp, hợp tác xã, tham gia làm mới gần 48 km đường cứng bê tông, đào đắp trên 25.000 mét khối đất đá, nạo vét trên 22 km kênh mương. Phong trào nông dân tham gia xây dựng làng xã văn hóa được hội viên quan tâm hưởng ứng tích cực, phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đăng ký thực hiện chi hội xanh sạch đẹp, quyên góp xây dựng quỹ mái ấm tình thương. Phát biểu tại hội nghị, bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Lê Thanh Ngọc, ban tổ chức Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế, đề nghị Hội Nông dân huyện khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ năm 2015, các đồng chí chỉ đạo Hội Nông dân huyện bám sát mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của cấp trên, các định hướng phát triển của địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển về mọi mặt của huyện nhà. Chiều ngày 18 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức họp bàn các phương án cưỡng chế thu hồi đất các hộ dân vùng lòng hồ thuộc dự án thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang. Đồng chí Nguyễn Đình Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban cưỡng chế huyện chủ trì cuộc họp.
Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng vùng lòng hồ dự án thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang ở xã Hưng Điền cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn hộ ông Phan Văn Đồng, thôn Tân Điền, xã Hưng Điền chưa chịu giải tỏa. Mặc dù chính quyền các cấp đã tuyên truyền vận động và giải đáp những thắc mắc của gia đình. Tại cuộc họp, Ủy ban nhân dân huyện đã thông qua kế hoạch tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Phan Văn Đồng. Các ban ngành liên quan và địa phương đã cùng nhau thảo luận, đưa ra các phương án tổ chức cưỡng chế thu hồi đất hộ ông Phan Văn Đồng. Theo kế hoạch, đến ngày 26 tháng 12, hộ ông Đồng không tự di rời, huyện sẽ tiến hành tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 17 tháng 12, Hạt Kiểm Lâm huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Tới dự có ông Trương Quốc Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh, đại diện Phòng Nông nghiệp, Liên đoàn Lao động huyện. Năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thời tiết nắng nóng, địa bàn quản lý rộng, số lượng cán bộ ít, tuy nhiên đơn vị đã khắc phục vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, giao đất lâm nghiệp và giám sát khai thác tận thu lâm sản vùng lòng hồ Ngàn Trươi Cẩm Trang. Hạt đã phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, ký cam kết thực hiện các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đầu tư tu sửa 8 biển tường, 13 bảng cấp dự báo cháy, 180 biển cấm lửa, bàn dập lửa, một chòi canh và gần 6 km đường băng cản lửa, mua sắm hàng trăm dụng cụ phục vụ công tác chữa cháy rừng như máy thổi gió, cưa xăng, loa chỉ huy, dao phát. Tuy nhiên, trong năm qua, trên địa bàn huyện vẫn xảy ra 2 vụ cháy, làm thiệt hại trên 4 hectare rừng. Cũng trong năm qua, Hạt Kiểm Lâm đã phối hợp với ngành chức năng, triển khai kiểm tra và xử lý 51 vụ việc, tịch thu trên 73 mét khối gỗ, kiểm tra giám sát 21 cơ sở chế biến lâm sản không đảm bảo tiêu chí, phối hợp thực hiện tốt công tác giao đất giao rừng. Đến nay, toàn huyện đã đo vẽ được trên 5.337 hectare, đạt gần 93% kế hoạch. Hạt Kiểm Lâm huyện cũng đã triển khai thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện quy chế dân chủ công khai, công tác thu chi tài chính, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thăm hỏi, động viên các gia đình công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt các phong trào do ngành và địa phương phát động. Phát biểu tại hội nghị, bên cạnh ghi nhận sự nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hạt Kiểm Lâm huyện Vũ Quang, đồng chí Trương Quốc Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh, cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế, đó là công tác tham mưu của Kiểm Lâm địa bàn một số xã chưa tốt, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa được thường xuyên, việc khai thác lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra. Việc phát hiện và tổ chức chữa cháy rừng vẫn còn chậm và lúng túng. Đồng chí Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh đề nghị Hạt Kiểm Lâm huyện cần tiếp tục vượt khó, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Tại hội nghị, Hạt Kiểm Lâm huyện đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2015. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 2 năm 2014. Trong thời gian 9 ngày, 88 đảng viên mới đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã được tiếp thu các chuyên đề chính, chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của đảng ta, chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân, đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở nước ta, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tăng cường quốc phòng an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, tổ chức cơ sở của Đảng và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tinh thần trách nhiệm, các học viên đã tham gia đầy đủ các buổi học, tiếp thu bài giảng nghiêm túc, cùng với đó đã liên hệ được với thực tiễn và nhiệm vụ công tác của bản thân. Kết thúc khóa học, có 5 đồng chí đạt loại xuất sắc chiếm 6,6%, có 17 đồng chí học viên đạt loại giỏi chiếm 22,4%, loại khá chiếm 67%, 3 đồng chí đạt loại trung bình chiếm 4%. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Chiều ngày 16 tháng 12 tại xã Sơn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Văn Trọng đã có buổi đối thoại với các hộ dân của hai xã Hương Điền và Sơn Thọ về công tác giải phóng mặt bằng. Tham dự còn có ban chuyên trách bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện, trưởng các ban ngành đoàn thể có liên quan. Tại khu tái định cư xã Hưng Điền, hiện tại vẫn có 15 hộ dân xã Sơn Thọ đã nhập khẩu, chưa nhập khẩu
và không diện nhập khẩu về Hưng Điền, chưa chịu bàn giao đất đã giải tỏa cho xã Hưng Điền. Trong đó có nhiều hộ còn lấn chiếm thêm đất, gây khó khăn cho việc giao đất của xã và phát triển sản xuất của người dân tái định cư. Trước tình hình đó, thời gian qua, huyện và các xã đã trực tiếp làm việc, tổ chức tuyên truyền, vận động, trả lời các kiến nghị, nhưng các hộ dân vẫn không thực hiện việc bàn giao đất và có nhiều kiến nghị vượt cấp khiến công tác giải phóng mặt bằng chậm so với kế hoạch đề ra. Tại buổi đối thoại, trên tinh thần công khai và dân chủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hà Văn Trọng, ban chuyên trách bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện, lãnh đạo hai xã Hương Điền và Sơn Thọ đã trực tiếp làm rõ và giải trình các kiến nghị, thắc mắc của các hộ dân, qua đó làm sáng tỏ thêm các vấn đề mà người dân chưa hiểu hoặc hiểu chưa đúng về các quy định, các luật của nhà nước và các vấn đề mà các hộ đang băn khoăn. Kết luận tại buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hà Văn Trọng khẳng định quyền lợi của người dân đã được Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên đến nay các hộ dân vẫn chưa bàn giao lại mặt bằng cho huyện là vi phạm pháp luật. Đồng chí Hà Văn Trọng đề nghị các hộ dân khẩn trương thu hoạch các diện tích keo, cam và bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ đạo các ban ngành địa phương khẩn trương thành lập tổ kiểm tra tiến hành đo đạc, bàn giao xong trước ngày 25 tháng 12. Xin chuyển sang các thông tin quan trọng khác. Chiều ngày 15 tháng 12, Chi cục Thuế huyện tổ chức hội nghị tọa đàm với 36 hộ kinh doanh trên địa bàn để triển khai luật thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, luật số 71/2014/QH13 vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13. Tại hội nghị, Chi cục Thuế huyện đã giới thiệu những nội dung mới của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 như luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thuế tài nguyên, luật quản lý thuế, luật thuế xuất nhập khẩu và luật thuế hải quan. Trong đó tập trung nhấn mạnh những điểm mới liên quan đến cách tính thuế hộ kinh doanh cá thể, thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân căn cứ theo hình thức quản lý của hộ kinh doanh đó. Các đối tượng được bổ sung miễn thuế thu nhập cá nhân, cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán, bất động sản. Phổ biến một số chính sách ưu đãi đối với việc thành lập doanh nghiệp, qua đó khuyến khích các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện thành lập doanh nghiệp. Thông qua buổi tọa đàm nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện nắm vững những nội dung về luật thuế sửa đổi bổ sung, qua đó tạo thuận tiện hơn cho các hộ kinh doanh nắm bắt các chính sách thuế mới để áp dụng vào thực tế và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, huyện đoàn đã huy động trên 200 đoàn viên thanh niên đến từ các chi đoàn, thị trấn, đoàn trường Trung học Phổ thông Vũ Quang, Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng, dọn dẹp, vệ sinh đài tưởng niệm. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, huyện đoàn đã huy động trên 200 đoàn viên thanh niên đến từ các chi đoàn, thị trấn, đoàn trường Trung học Phổ thông Vũ Quang, Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng. Trong một buổi ra quân, các đoàn viên thanh niên đã tích cực quét dọn sạch sẽ khuôn viên, lau chùi các bia tưởng niệm, xử lý rác thải xung quanh khu tưởng niệm. Đây là việc làm thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân đối với người có công, đồng thời nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên và nhân dân trong việc giữ gìn, tôn tạo và làm đẹp khu tưởng niệm, công trình ghi công các anh hùng liệt sĩ. Sáng ngày 15 tháng 12, Liên minh Hợp tác xã Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kế toán hợp tác xã cho gần 20 học viên là các cán bộ kế toán đang làm việc tại các hợp tác xã trên địa bàn huyện. Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được giới thiệu những nội dung cơ bản về kế toán tổng hợp và quản lý hồ sơ kế toán tại các hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường hiện nay, phương pháp lập báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp hợp tác xã theo quy định hiện hành trong nền kinh tế thị trường. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn các kỹ năng tính toán, lập chứng từ, ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu tại các hợp tác xã, lập báo cáo tài chính các hợp tác xã. Thông qua lớp bồi dưỡng lần này nhằm giúp các hợp tác xã trên địa bàn huyện khắc phục những hạn chế, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế toán, thống kê và báo cáo tài chính, thực hiện tốt chế độ tài chính theo quy định của luật hợp tác xã năm 2012. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình truyền hình tuần này của Đài Vũ Quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, toàn diện của quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân huyện Vũ Quang đã vượt qua khó khăn và từng bước trưởng thành vượt bậc, tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, vùng đất Vũ Quang luôn thể hiện được truyền thống yêu nước và cách mạng, đồng thời có những đóng góp xứng đáng trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nơi đây từng là căn cứ địa của phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ 19, là căn cứ của đội du kích Tràng Sim trong những năm 1944 đến năm 1945, là nơi đặt căn cứ ATK trong kháng chiến chống Pháp. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Vũ Quang có gần 4.000 người có công với cách mạng, trong đó có 951 liệt sĩ, 808 thương bệnh binh, có 3 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 20 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương cao quý. Từ khi thành lập đến nay, nhận thức rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của quân đội trong thời kỳ mới, lực lượng vũ trang Vũ Quang dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Thường trực Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, quán triệt nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền gắn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao tiềm lực quốc phòng, củng cố xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp kinh tế quốc phòng trong xây dựng hạ tầng cơ sở và các dự án trên địa bàn huyện. Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện và lực lượng vũ trang huyện Vũ Quang thực sự là đội quân xung kích giúp nhân dân vùng lòng hồ công trình thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang di rời nhà cửa đến nơi ở mới, giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới, nhất là trong phòng chống cháy rừng, phòng chống khắc phục hậu quả bão lũ. Hình ảnh những cán bộ chiến sĩ băng mình trong bão lũ cứu người dân như thế này đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân, được nhân dân tin yêu, mến phục, được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Trong lụt thì như vậy là lực lượng dân quân tự vệ này là đã đến tận hộ dân và đặc biệt quan tâm những cái hộ già cả, những hộ có con nhỏ neo đơn để giúp họ là tập kết con người, tài sản cũng như vật nuôi lên nơi tập trung có quy định, đó là ru đình. Còn sáu bão lụt thì như vậy lực lượng dân quân tự vệ này đã đến giúp từng gia đình và dọn dẹp, thu dọn những cây đổ rồi lau chùi các tài sản sắp nẹp lại. Thì lực lượng này thì nhân dân rất hoan nghênh và rất cảm ơn. Vì có lực lượng này thì nhân dân hàng năm đỡ cái rủi ro, đỡ cái tai nạn, đỡ cái mất mát trong bão lũ. Vừa qua được sự quan tâm chỉ đạo của huyện và sự phù hợp của các ban ngành, đặc biệt là các đồng chí trong Ban Chỉ huy Quân sự huyện, đồng chí anh em chiến sĩ đã cùng với nhân dân địa phương, chúng tôi đã lên cùng ăn cùng ở với nhân dân và việc tuyên truyền vận động nhân dân tháo dỡ nhà cửa vào tái định cư mới, đó là một điều mà chúng tôi rất cảm nhận và ghi nhận những thành tích của đồng chí trong thời gian qua. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, ý chí cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, gắn việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện thắng lợi có hiệu quả các phong trào thi đua trong và ngoài quân đội, nhất là tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lực lượng vũ trang huyện luôn được củng cố về tổ chức biên chế theo đúng chỉ thị, hướng dẫn của trên. Lực lượng thường trực bảo đảm đủ biên chế, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên
được đăng ký, quản lý chặt chẽ, chất lượng, độ tin cậy và khả năng sẵn sàng chiến đấu từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quán triệt các chủ trương, phương hướng đổi mới của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Những năm qua, lực lượng vũ trang huyện luôn bám sát diễn biến tình hình, nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn, kịp thời tham mưu để ra những chủ trương, giải pháp đồng bộ, tích cực đổi mới sáng tạo trong tổ chức, điều hành, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, tập trung đổi mới về tư duy, nhận thức cho các lực lượng, về tầm quan trọng của công tác huấn luyện, xác định phương hướng, phương châm, chỉ tiêu yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện. Lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đều quán triệt tốt chỉ lệnh huấn luyện, chiến đấu của cấp trên, tổ chức huấn luyện, giáo dục thường xuyên được đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng lên. Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá giỏi, gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Công tác tuyển giao quân hàng năm đều đảm bảo 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Lực lượng dân quân tự vệ được đăng ký, quản lý chặt chẽ. Đến nay, tổng số dân quân tự vệ chiếm 2,7% dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 28%. Thường xuyên duy trì chặt chẽ chế độ đăng ký, phúc tra lực lượng dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, kịp thời bổ sung biên chế đủ quân cho các đơn vị nhận nguồn tại địa phương. Hàng quý số cán bộ từ tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng trở lên được cơ quan quân sự huyện tổ chức sinh hoạt khung đơn vị, dự bị động viên. Các nội dung sinh hoạt đều được chuẩn bị chu đáo, cập nhật sát tình hình nhiệm vụ. Đã coi trọng gắn công tác tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên với công tác huấn luyện, diễn tập hàng năm theo đúng kế hoạch. Tỷ lệ dân quân tự vệ tham gia huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị hàng năm đạt trên 98%, dự bị động viên là 99%. Năng lực tham mưu, điều hành chỉ huy của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, xã, thị trấn từng bước được nâng lên. Lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên ở cơ sở đã tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy đảng chính quyền trong việc là phòng chống chữa cháy rừng, rồi là vừa là cái lực lượng nòng cốt trong cái phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, đồng thời phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là phối kết hợp với lực lượng công an xã, công an viên trong cái giải phóng hành lang an toàn giao thông, rồi là các cái phong trào hiến đất, hiến cây trong cái xây dựng nông thôn mới. Kinh tế của địa phương đã có những cái bước chuyển biến khá rõ nét. Kinh tế thì phát triển, chính trị thì được ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững. Ban Chỉ huy Quân sự đã tích cực phối hợp tham mưu, chỉ đạo giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho gần 2.000 đối tượng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, xây dựng 3 nhà tình nghĩa, 5 nhà nghĩa tình đồng đội, tặng các gia đình chính sách, quân nhân xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng phong trào quân đội tham gia xây dựng nông thôn mới, lực lượng vũ trang toàn huyện đã có nhiều đóng góp tích cực, cả công sức và vật chất, và tham gia hàng ngàn ngày công, làm đường bê tông nông thôn, thủy lợi nội đồng. Phối hợp với chi nhánh Viettel Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên phòng Hà Tĩnh và cấp ủy, chính quyền địa phương hai xã Hương Điền, Sơn Thọ thực hiện chương trình Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, tặng thiết bị y tế, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân với số tiền trị giá hơn 100 triệu đồng. Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện và lực lượng vũ trang huyện Vũ Quang đang quyết tâm thi đua lập nhiều thành tích xứng đáng với truyền thống cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, như tổ chức các đoàn đến thăm hỏi động viên, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình chính sách, những người có công với cách mạng, để bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn vô hạn đối với những hy sinh đóng góp cho cách mạng. Đồng thời phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống cách mạng cho các cháu học sinh, chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, đi thắp hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
và mộ 10 cô gái thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc. Được sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban chỉ huy quân sự huyện Vũ Quang về tặng quà, tôi rất là cảm động và thử xúc vinh dự được mình có một cái người có một cái món quà được Đảng và cấp trên tặng, tôi rất cảm ơn. Thị trấn có tổ chức cho đoàn cựu chiến binh, cựu quân nhân có những cái thành tích xuất sắc trong năm 2014 đi tham quan và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tham quan và dâng hương tại ngã ba Đồng Lộc và tổ chức cái giải bóng chuyền cho các cái chi hội cựu chiến binh, cựu quân nhân tại các tổ dân phố, xây dựng cái quỹ gọi là nghĩa tình đồng đội, đóng góp cái nguồn kinh phí để giúp đỡ các cái gia đình cựu chiến binh, cựu quân nhân đang có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với những cố gắng nỗ lực đó, lực lượng vũ trang huyện nhiều năm liền được quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng bằng khen, giấy khen. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đảng bộ quân sự huyện luôn đạt trong sạch vững mạnh. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang cũng đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề. Để tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh Hùng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện hôm nay đang tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng và an ninh. Tập trung xây dựng củng cố bản chất giai cấp công nhân, trình độ giác ngộ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động. Bước sang năm 2015, xác định bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều diễn biến rất phức tạp, khó lường, nên cần phải tập trung và tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình. Duy trì nghiêm chế độ trực, đặc biệt là chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực thông tin, trực phòng không và sẵn sàng chiến đấu cao. Bảo đảm về quân số, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng cơ động khi có lệnh, đặc biệt là các nhiệm vụ tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, bão lụt, v.v. Đổi mới toàn diện và nâng cao cái chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, nhất là bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, đối tượng huấn luyện quốc phòng, đặc biệt là tăng cường cái tham gia huấn luyện tài chức, nâng cao chất lượng, tập trung vào những khâu yếu, những mặt yếu để huấn luyện cho bộ đội và dân quân tự vệ. Đột phá mạnh mẽ về lề lối, lễ tiết tác phong làm việc, nâng cao cái năng lực trình độ của bộ đội, của chuyên môn nghiệp vụ và làm chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng chính trị, đảm bảo xây dựng lực lượng vũ trang huyện nhà vững mạnh toàn diện, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, lực lượng vũ trang huyện Vũ Quang đang nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tự lực tự cường, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, là công cụ sắc bén để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trên quê hương Vũ Quang anh hùng.